Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái kit ATmega 8V2 New. Thì cái kit AVR, hay cái này còn gọi là AVR2 New. Thì đây là phiên bản nâng cấp của AVR2. Thì phiên bản này hỗ trợ thêm rất nhiều tính năng cũng như là giao diện thân thiện hơn cho người dùng. Thì mạch sử dụng vi điều khiển ATmega 8 với DIP 28 với nguồn DC 5V thông qua cổng mini USB hoặc là jack DC 5.5, tích hợp cổng nạp USB ISP và MH Pro với giao tiếp LCD 16x2 12864 và LCD 5110, hỗ trợ thêm cả NRF, các cổng CC 1101, RF phát thu. Kit hỗ trợ giao tiếp UART qua cổng Qualcomm RS 232, giao tiếp với led đơn, led 7 thanh. Đấy, giao tiếp nhờ nhiệt độ, giao tiếp nhiệt độ DS18B20 LM35, giao tiếp ở ngoại IR1838. Đấy, giao tiếp các cái key đơn và cái key đơn và giao tiếp IC. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.